Xin chào các bạn nha. Hôm nay các bạn cùng mình, cùng mấy anh em đi lên một cái trường dạy nghề là các bạn, để treo mấy cái băng gôn quảng cáo này lên cái chân standy các bạn. Cái chân standy chữ X á. Đó, các bạn nào làm lâu năm biết, đôi khi các bạn mới cũng không gành cái này ha. Ở đây mấy anh em có một đống nè. Đó, đống chà bá luôn các bạn. Bây giờ các bạn cùng mình đi treo cho vui ha. Rồi bây giờ mấy anh em tới nơi các bạn ơi. Bây giờ nè mình khui cái bọc cái cần câu cá này ra nè các bạn. Đó, nó chơi chứ cái này là cái chân standy này các bạn. Đó, cái chân nó như vậy nè các bạn. Đó, nó như là cái chân gà, cửa gà đó. Đó, đây nè, có hai cái cửa gà nè. Đó, phía trên hai cây, phía dưới ba cây vậy đó các bạn. Đó, nó nhẹ, nó bỏ vô bọc vậy đó. Y như là cái cần câu đi câu vậy đó. Bây giờ các bạn xem anh kỹ sư này, anh bung ra, anh treo lên nghe các bạn. Cái này thì trên thị trường bán theo mình biết hình như có hai loại phổ biến là 8 tấc 1m8 với 6 tấc 1m6 các bạn. Nó bằng nhựa hoặc là bằng nhôm. Đó. Cái này một số người họ khai trương hoặc trong các sự kiện ở sân khấu đồ thì mình sử dụng rất nhiều các bạn. Cái này sử dụng rất là tiện lợi, khi nào mình cần thay đổi nội dung là mình chỉ cần in cái tấm bạc highlight mới hoặc cái tấm đề can mới là được rồi. Đó, ở trên nó có hai cái cửa như cửa gà các bạn. Đó, mình chỉ móc vào thôi. Đó, móc vào. Đó, mình gài vô như vậy đó. Khi nào cần thay đổi nội dung thì mình gỡ ra. Rồi mình lấy cái chân mình xếp lại. Mình bỏ vô cái bọc đen đó là mình xách đi. Rất là linh động luôn. Rất là tiện lợi, dễ xài luôn. Đó, phía sau của chân nó có mấy ngạnh gì nè. Cái này nó dễ ngã lắm nghe các bạn, khi mà mình treo chỗ nào ít gió thôi chứ nó nhẹ mà. Khi mình treo mình phải có buộc cái cục đá, cục gì nặng nặng phía sau đó. Nếu mà người ta trưng bày ở ngoài trời thì mình lựa cái góc nào mà ít gió, không thôi nó ngã hoài luôn đó, nó nhẹ lắm. Đó, mặt sau nó có mấy cái ngạnh nó bung ra gì đây. Đó, gáp vô cũng tiện lợi ha, đó, cái ngạnh dưới nó chẻ ra gì đây. Nó y như cái chân gà luôn vậy đó. Khi nào không làm xong thì mình xếp lại ha. Khách họ yêu cầu in cái nội dung khác thì mình in nội dung khác. Ở phía trên nó có cái ngạnh gì đây. Đó, khi các bạn in các bạn nhớ ở trên xếp lại hai lớp dán keo rồi đóng cái khoen cho chắc gì đây. Đó, đóng cái khoen tròn gì đang gài vô cho nó dễ đây. Đó, mặt sau thì mình phải dán cái keo cho dày vậy đó. Đây nè, dán keo vậy nè, cho nó dính lại vậy nè. Khi treo nó mới chắc. Rồi nhóc cái chân này các bạn ơi, nó thấy đẹp không các bạn? Rồi video cái sản phẩm nhỏ của mình đến đây là hết ha. Các bạn xem hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn.